Phải nói là trận đấu này tôi không có gì là không hài lòng với các học trò của tôi cả. Một trận đấu mà các bạn tuân thủ đấu pháp, đoàn kết, tự tin, quyết tâm rất là cao. Và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các học trò của tôi ngày hôm nay. Họ đã thi đấu một trận đấu ngoài kết quả ra thì là một trận đấu mang tính trình diễn và cống hiến cho khán giả. Huấn luyện viên thì mình cảm giác mà chờ đợi những cái quyết định của VAR trong ngày hôm nay được đưa lên sau một pha bóng mà bằng rất nhiều những bàn thắng thực ra đúng là chưa quen thật cái cảm giác này nó lạ lắm, mình chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này, ngồi chờ bàn thắng không biết là bàn thắng có đến hay là không đến. Thì và thật sự là phải nói là đây ngày hôm nay là một cái ngày mà rất là nhiều kỷ niệm đối với tôi và rất là thú vị, phải nói là như vậy. Tôi nghĩ là chúng ta cũng nên thông cảm bởi vì đây là lần đầu tiên, cái gì và lần đầu tiên cũng rất là khó khăn để mà quyết định, và các trọng tài chúng ta cũng mới tiếp cận cái công nghệ mới này thôi. Thì tôi tin rằng là về tương lai, trong tương lai thì sẽ cái quyết định sẽ được đưa ra nhanh hơn. Tất nhiên là cái điều đó thì đấy là điều ai cũng mong chờ, nhưng chúng ta có thể dễ thông cảm. Ông có lo ngại là việc mà sử dụng tức là các trọng tài trích VAR một thời gian khá là dài thì nó sẽ khiến cho trận đấu kéo dài hơn và có thể làm đấy là một phần của bóng đá, chúng ta phải thích nghi, tức là không thể nào mà chúng ta đòi hỏi là có VAR mà không thể gián đoạn được. Cái điều đấy là điều mà chúng tôi làm nghề thì chúng tôi thích nghi với cái luật chơi, thì đó là cái điều rất là bình thường thôi, không có gì. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Xin hỏi ông Thay Bảo Khanh là hôm nay Hoàng Đức có cơ hội để lập hat trick ở trong trận đấu này với quả đoàn kỷ của trận, nhưng nước chiến là người thực hiện quả đề đó, có thể cho biết rằng đây là quyết định của toàn đội hay là quyết định của toàn đội? Tôi rất vui về điều này, đấy được cho thấy cái tình đồng đội của Viettel đang rất là tuyệt vời. Hoàng Đức có cơ hội là hat trick và nhường cho Đức Chiến có cơ hội vươn lên là trong những cầu thủ nội ghi bàn thắng nhiều nhất. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là cái sự chia sẻ của toàn đội, của Chiến và của Đức, và tất cả mọi người đều rất là vui về cái quyết định đấy. Sau trận đấu này thì huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh có cho biết thì cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch của Viettel ở giải này. Chúng tôi vẫn tức là từng trận đấu một, và cái chỉ tiêu là top 3 thì chúng tôi đang vươn tới cái chỉ tiêu top 3. Bởi vì chúng tôi phải có đạt được cái chỉ tiêu top 3 đã thì lúc đấy thì chúng tôi có cơ hội chúng nó tính tiếp. Xin mời các anh chị đặt câu hỏi. Vậy thì nếu không ai còn câu hỏi gì thêm thì xin cảm ơn các anh chị và xin cảm ơn huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh. Cảm ơn các bạn nhé.